chúng mình sẽ học cái phần kết hợp của việc đánh tay như thế nào, đánh hông ra làm sao, chân đi như nào. Vì ở trong này lớp của chúng mình đã được học đi chân như nào rồi đúng không ạ? Chân đi như thế nào này, cho đẹp này, hông bự nhất như nào này. Thì các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ ôn lại phần đó bằng cách đấy là mời tất cả các bạn lùi xuống 3 bước. Rồi, mời tất cả các bạn đứng tại chỗ và đứng dáng cơ bản, mắt nhìn vào gương. Chúng mình sẽ đi thẳng lên đến trên gương nhé. Ok, mở vai thẳng lưng nhá. Rồi, đi thì mắt nhìn thẳng, đi lên gương. 3, 2, 1, đi. Các bạn có biết là cái bước chân của các bạn sẽ dài bao nhiêu là vừa đẹp không? Dài như này thì sẽ khiến cho người của mình sẽ bị ngả về phía sau. Ngắn quá thì sẽ bị... Đây. Đi bước chân các bạn sẽ rất là lưỡng cún. Thì các bạn có biết là khoảng cách giữa bước chân các bạn bao nhiêu là vừa đẹp không? Đố các bạn đấy. Gật gật nhưng mà không thấy các bạn trả lời là gì. Có một cái khoảng cách nhất định. Và hôm nay thì cô sẽ nói với các bạn, đó là khoảng cách của chúng mình không hề giống nhau đâu các bạn. Các bạn đừng nghĩ là mình tập, mình muốn đi đẹp, mình phải bước dài. Không, đây, bước dài đây. Bước dài đây, không phải cố tình đổ ra đằng sau, nhưng người sẽ vẫn bị đổ. Các bạn thấy không? Đấy, bước ngắn thì đương nhiên là nó bị lũn cuốn dáng của chúng mình rồi. Cái bước đẹp nhất, cái khoảng cách đẹp nhất đó là bằng vai. Các bạn sẽ tự thấy, ok, ở trong gương không có bạn nào mà vai rộng bằng nhau hết đúng không? Sẽ có bạn như thế này, có bạn nhỏ, vai nhỏ hơn một chút xíu, rộng hơn một chút xíu, ví dụ thế. Thì khoảng cách của chúng mình bằng vai, và vai của chúng mình nó sẽ rơi vào dao động nhá. Nó rơi vào từ khoảng từ 31-32cm cho đến khoảng 40cm. Khi mà chúng mình đi nhá, thì chúng mình sẽ bước khoảng cách khoảng bằng vai này. 3, 2, 1, đi. 1, 2, 1, 2, đi này. Đi vào giữa này. Thẳng lưng mở vai này. Mở vai nhá, thấy cơ. Nó sẽ thẳng lưng thế này cơ. Đây, nếu mà cái áo thì các bạn sẽ nhìn thấy này. Hông đây này, vai đây này. Vai mới hông trên một đường thẳng các bạn nhìn nhá. Vai và hông trên một đường thẳng. Chứ nó không phải thế này. Thấy không? Nhìn các bạn nhìn thấy sẽ thấy khác hẳn nhá. Khác. Nhìn người lùn tịt luôn. Đi mở vai thẳng lưng nhá, chị Nhạc, Ngọc Anh ơi. 3, 2, 1, đi. Thẳng lưng lên. Mở vai này. Đẹp đấy mấy anh ạ. Thả lỏng mắt ra. Thẳng lưng lên. Thả lỏng ánh mắt, thả lỏng ánh mắt. Đi rất là đẹp rồi, đi chậm lại một tí. Chậm lại một tí. Ok. Đẹp. Đi. Bước dài chân. Đặt gót xuống trước, bắt chéo chân nào. Bắt chéo chân nào. Ok, quay về. Thẳng lưng lên. Đi. Thêm một lượt nữa. Đi không quá nhanh. Đi vững bước. Mắt nhìn thẳng. Không được nhìn xuống cái điểm X kia đâu. Đi lại một lần nữa nhá. Nhi đi trước đi. Nhi ra đây. Các chị. Không được đánh sang hai bên. Buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ, vừa rồi là chúng mình đã ôn lại những cái phần mà chúng mình đã được học. Chúng mình đã được học là chân đi như thế nào thì đẹp, đánh hông như thế nào, làm thế nào để thẳng lưng, đánh tay như thế nào, cách xoay về như thế nào. Thì buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ học hai phần nữa. Một là chúng mình sẽ xác định điểm nhìn đi ở đợt tiến lên phía trước này, hoặc là đi bình thường chúng mình sẽ nhìn vào đâu, là một. Cái này thì thực ra đã nói từ những buổi ban đầu rồi, nhưng mà hôm nay sẽ học một cách kỹ lưỡng hơn. Và phần thứ hai mà ngày hôm nay chúng mình học đó là
một số động tác tạo dáng cơ bản, vì buổi trước chúng mình đã được học về làm thế nào để xoay về rồi đúng không? Vậy nên là phần ngày hôm nay chúng mình sẽ ôn lại cái phần xoay của buổi trước, và sau khi ôn phần này, vẫn là ôn, thì cô sẽ yêu cầu là các bạn đi từ dưới đi lên đúng không ạ? Đi vào đúng cái điểm X ở trên kia. Yêu cầu một là không được nhìn xuống điểm X. Yêu cầu 2 là lúc đi về các bạn sẽ phải đi đúng một cái đường đấy về. Cả lớp mình rất ít bạn đi được đúng đường. Ví dụ như Hà là rất là hay đi đường bên cạnh nhá Hà nhá. Nếu mà đi đúng ấy là khi mà các bạn đi lên ấy, đi 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 đi. Lên đến đây ấy, các bạn không cần biết các bạn làm gì, có tạo dáng hay không tạo dáng. Các bạn xoay về. Đi về. À, các bạn ơi, các bạn à, buổi trước thì ở đây đều là những bạn buổi trước đã được học phần xoay rồi. À trừ Châu thôi, đừng nhìn cô như thế. Thì các bạn à, các bạn xoay lại cho cô xem. Chuẩn bị nhá. Ok, 3, 2, 1, xoay. Wow, cuối cùng là các bạn cũng vẫn nhớ à? Ô, các bạn giỏi quá. Nhưng mà xoay chưa đúng lắm. Tại sao ngày hôm nay học một cái phần mới gọi là điểm nhìn? Từ những buổi đầu tiên các bạn đến đây tập thì cô còn nói là, các bạn ơi đừng nhìn xuống đất, các bạn ơi đừng nhìn lên cao quá. Đấy là một trong những cái để xác định điểm nhìn rồi. Nhưng ngày hôm nay sẽ một phần nữa là khi mà các bạn đứng ở đây, ví dụ các bạn tạo dáng này, các bạn xoay về đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ luôn luôn hướng mặt về phía trước nhiều hơn khi xoay này, chếch chân này, xoay này, chân hông mặt 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 nhìn gương xong đi nhá. Mình sẽ ôn lại phần đấy nhá, Châu cũng sẽ ôn luôn nhá. Nếu mà dáng mà hai chân, một chân thẳng một chân chếch như này, mở vai thẳng lưng này, rồi khi mà chúng mình về nhá, một đẩy chân về phía sau đổi trọng tâm, hai đánh hông xoay mắt vẫn nhìn gương, ba đi. Nếu với những bạn mà chân ở trên sân khấu có thể là hai chân bằng nhau hoặc có thể chân trước chân sau thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể xoay một cách nữa, đấy là chúng mình sẽ nhấc nhẹ gót chân của các bạn, đừng xoay bằng cả bàn chân nhé, nó rất là zip. Và nếu mà các bạn xoay ở những cái, kể cả các bạn không diễn trên sân khấu mà các bạn đi những cái chương trình, những cái sự kiện của công ty hoặc là ở trường, nó là những cái thảm ấy, các bạn mà xoay cả bàn chân này không đi được đâu, thì chúng mình sẽ xoay bằng mũi bàn chân. Các bạn sẽ nhấc nhẹ gót chân lên cả hai nhá. Đây cũng là một cái dáng cơ bản, các bạn có thể tập như sau. Mời các bạn mở vai thẳng lưng, hai chân chạm sát vào nhau, khép đùi. Đúng rồi. Rồi, một chân của chúng mình sẽ đưa về phía sau, co gối đằng trước lên, khép đùi vào trong, và chân trước sẽ che 1/3 chân đằng sau. Đúng rồi, đúng rồi. Và nhớ một lưu ý, đẹp rồi. Một lưu ý là mũi chân phải thẳng nhá. Thấy không? Thẳng nó sẽ khác. Nhìn này, vào này sẽ bị chân cong. Cái mũi chân các bạn luôn phải thẳng từ phía trước, đừng cong thế này. Cong thế này sẽ khiến cho chân các bạn nhìn rất là giống vòng kiềng này. Chích ra quá có. Nhá, cô có gặp những cái bạn chích ra quá thế này luôn thì các bạn sẽ thấy là nhìn rất là rõ cái bắp chân. Có những bạn đi chích ra quá này luôn, có nhá. Thì cái lưu ý của các bạn để đi đẹp, đi vững là được là cái điều đầu tiên. Cái việc thứ hai là mũi chân thẳng. Và đương nhiên là với người châu Á chúng ta có thể chích 10 độ như thế này là 10 độ chứ không phải thế này đâu ạ. Đây đây là thẳng, còn đây là chếch 10 độ nhá. Thì bây giờ các bạn sẽ luyện lại cái bước làm thế nào để chúng mình có thể đi vững. Rồi chống tay lên eo để chúng mình sẽ luyện cái bước chân. Một bước lên, đánh hông, nhấc gối. Hai bước, nhấc. Ba, để giữ cho chúng mình có thể đi vững bằng một chân. Minh Anh ơi, từ nãy giờ chưa thấy nhấc nhá. Hai, ba, bốn. Dáng chân trước nhé các bạn nhé. Các bạn xem các cuộc thi hoa hậu ấy thì ai cũng sẽ để dáng này, vì cái dáng này sẽ khiến cho chân của các bạn dài hơn, thẳng hơn, và nó che được cái phần bắp chân sau của các bạn. Và lưu ý của dáng này là gì? Lưu ý một, mũi chân thẳng.
Lưu ý 2, khép đùi chân trước, che 1/2 chân sau. Đây dáng 1. Dáng 2, dẫm một chân xuống, chất chân. Và cái cách dáng 2 này sẽ có hai cách để các bạn nhé. Với những bạn nào mà chân cực kỳ thẳng ấy, thì các bạn có thể để chất hẳn ngang chân ra thế này. Được nhé. Các bạn giữ nguyên chân trụ này. Đúng ở đây, không? Dáng 3, các bạn giữ nguyên chân trụ này. Các bạn bắt chân sang một bên. Và các bạn ơi, các bạn đừng từ từ. Các bạn sẽ đừng bắt theo kiểu là... Sẽ thấy chân của bạn rất là xoắn. Các bạn sẽ bắt như thế này này. Chân này, chân trụ của bạn hơi chếch ra ngoài một chút xíu này. Dẫm xuống này, hơi chếch ra một chút xíu này. Chân kia đặt lên này. Gối chạm nhau này, đẩy nhẹ về phía trước này. Và chỉ đặt mũi bàn chân xuống dưới thôi. Đúng rồi, đẹp này, Vi này. Mở vai thẳng lưng. Dáng 1 chính là chúng mình chống hai tay lên eo. Chính là dáng 1. Và tay thế nào là đẹp? Thì chúng ta sẽ không xòe ra thế này. Cũng không trụng cả thế này. Chúng mình sẽ để mềm tay xuống này. Đây, thả. Kéo lên. Thì tay của chúng mình sẽ xếp như này, nó rất là mềm. Đẩy tay vào. Và chúng mình nên khép cái ngón út này vào một chút nhá. Đúng. Khép vào một chút. Mở vai. Ngón hai ngón cái đang ở phía sau các bạn ạ. Ngón cái ở phía sau đây. Đúng rồi. Mở vai. Đây là dáng tay cơ bản 1. Và cô có ví dụ là dáng này chúng mình có thể biến tấu nhá. 1 là có thể chống cả hai tay. 2 là bỏ một tay xuống. 3 là chống một tay. Một tay có thể là vuốt tóc. Tạo dáng với tóc. Cầm khuyên tai. Đấy. Dáng cơ bản của chúng mình tạo được rất nhiều dáng khác nhé. Dáng tay cơ bản 2, đó là chúng ta sẽ để một tay thả lỏng và một tay chúng mình kéo nhẹ ở cái phần đùi của chúng mình. Đùi nhá, không phải hông nhá. Đùi. Và kéo nhẹ vào này, kéo này. Chúng mình sẽ không để thả lỏng thế này xuống thì người của chúng mình sẽ bị thẳng đuột và cứng. Kéo nhẹ cái phần khuỷu tay lên. Kéo nhẹ phần khuỷu tay lên. Tay mềm mại. Nó không phải xòe thế này. Thấy không? Nó là mềm mại thế này. Tay mềm hơn một tí nữa. Ok. Đẹp rồi. Đây thật. Dáng tay 2 thì chúng mình có thể biến tấu được như nào. Có thể kéo nhẹ một chân, một tay. Một tay có thể cầm vào áo chẳng hạn. Cầm vào tóc chẳng hạn. Chống vào hông chẳng hạn. Ok. Ô nào, tạo dáng nào. Cứ đứng im. Rồi, 3. Chân dài. Chân dài, 3 này. Chân dài, có ví dụ. Hơi nghiêng người ra phía này một tí, một tí. Cho cái tay, không chịu quần này. Chân người rất là dài. Đấy, ví dụ thế này. Xin mời. Cười chứ. Thẳng mũi chân. Nay và sau buổi sau thì chúng mình sẽ được nghỉ Tết. Nhớ đi học buổi sau nha các bạn sẽ nghe anh nghe từ mỗi chữ nghỉ Tết thôi. Buổi sau có một thử thách dành cho các bạn, đấy là chúc các bạn cho Tết thi nên bạn hòa tạo được nhiều dáng hơn. Ủa, các bạn không hỏi xem là bạn nào mà tạo được ít dáng thì bị phạt thế nào à? Tự tin đúng không? Thôi không cần biết phần phạt đâu, buổi sau nếu bạn nào tạo ít dáng nhất sẽ bị phạt đấy Minh Anh ạ. Ừ, có vẻ thế, các bạn không cần hỏi hình phạt luôn. Và bây giờ nhá, có một yêu cầu dành cho tất cả các bạn luôn. Đấy là các bạn đứng thẳng người lên, vươn người lên. Không dựa lưng vào tường nhá. Đứng về dáng cơ bản này. Dáng hoa hậu nhá. Qua chân mình phía sau. Hai, bốn, đi. Một, hai, thẳng lưng. Một, dáng. Hai.